19 tuổi, với chiều cao lý tưởng, cùng khuôn mặt trái khoan khả ái, Ái Tiểu Kỳ đang là một người mẫu trẻ khá nổi tiếng trong làng thời trang Trung Quốc. Thế nhưng cô gái trẻ cho biết cô vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với ngoại hình của mình. Tôi vẫn muốn mình trông Tây hơn, công việc của tôi đòi hỏi điều đó, đặc biệt là đối với một người mẫu ảnh, khuôn mặt bạn cần có điểm nhấn hơn khi xuất hiện trước camera. Cùng những biến chuyển khi nền kinh tế mở cửa hội nhập, quan điểm về vẻ đẹp tại quốc gia đông dân nhất thế giới cũng ngày một khác trước. Giờ đây, một cô gái đẹp là một cô gái sở hữu gương mặt Tây với mắt hai mí, chiếc mũi cao và một làn da trắng. Và xứ sở kim chi Hàn Quốc chính là một trong những điểm đến của họ để cải thiện vẻ bề ngoài. Trong những năm gần đây, lượng người Trung Quốc đổ sang Hàn Quốc để cải thiện sắc đẹp ngày càng tăng. Nếu như cách đây 30 năm, điều này sẽ là không thể vì họ sẽ không đủ tiền để trang trải chi phí phẫu thuật. Theo tờ China Daily, 80% khách hàng ở các viện thẩm mỹ tại thủ đô Seoul là người Trung Quốc. Những trung tâm này tiếp nhận đặc biệt nhiều khách Trung Quốc vào các kỳ nghỉ hè và đông. Số liệu từ một trung tâm cho hay có khoảng 25% số khách Trung Quốc đến phẫu thuật thẩm mỹ là sinh viên đại học. Nhiều du khách muốn có một hướng dẫn viên xinh đẹp, bởi vậy ngoại hình đẹp sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi. Tuy nhiên, trước xu hướng này, nhiều người đã bày tỏ lo ngại khi công cuộc tìm kiếm việc làm đang vô hình chung bị biến thành các cuộc thi sắc đẹp, nơi mà vốn dĩ năng lực làm việc mới là yếu tố quan trọng nhất. It's what's on the outside.